Biên tập số phức cho x cộng 1 x bình phương bằng 3. Nên nhớ là x thuộc tập số phức tập C nha, chứ không tập số thực tế không có các bạn nhé. Đấy, bây giờ tính biểu thức này. Thì đầu tiên là khai triển này đã. Đấy, thì từ đây sẽ ra x bình cộng 1 x bình. Ở đây là nên nhớ để thỏa mãn điều này trên tập số thực không không thỏa mãn mà x phải thuộc tập số phức. Đấy, tập C. Đấy. Và lúc này ta sẽ có là x mũ 4 cộng 11 trên x mũ 4 thì sẽ bằng là x bình cộng 11 trên x bình tất cả bình phương trừ đi 2. Đấy. Vậy cái này bằng trừ 1. Vậy thì nhân chéo lên ta sẽ có x mũ 4 lấy x mũ 8 cộng 1 là bằng trừ x mũ 4. Ta có x mũ 8 cộng x mũ 4 cộng 1 bằng 0. Đến đây ta tạm thời dừng lại này. Ở đây ta quy đồng lên đây là x mũ 4 cộng 1 sẽ bằng x bình phương. Các bạn nhé. Vậy chuyển sang đây, ta sẽ có này. X mũ 4 này trừ x bình phương cộng 1 bằng 0. Suy ra là x bình phương cộng 1 nhân x mũ 4 trừ x bình phương cộng 1 bằng 0. Thì đây hàng đẳng thực đấy chính là x mũ 6 cộng 1 bằng 0. Ta ghép lại các bạn. Thì ta biểu thức này là F chẳng hạn. Ta F, F ghép lại đây là x mũ 8 tư. Dựng nguyên đây là x mũ 6 cộng 1. Ghép hai cái này x mũ 12. Làm nhân tích chung đây là x mũ 18, 6 cộng 1. Cộng 1 thì đây là bằng 0. Cái này bằng 0. Và kết quả là F bằng 1 các bạn nha. Các bạn nhớ nha, thầy nhắc lại đấy là x tồn tại trong x nằm trong tập số phức.